Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký phần 2 chiều ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và trước khi đi vào phần phân tích thời sự ngày hôm nay, vẫn là cái thông báo diễn hành lần thứ 37 văn hóa quốc tế tại New York ngày 11 tây tháng 6 sắp tới đây. Quý vị nào muốn tham dự, muốn đóng góp hoặc muốn bảo trợ, xin quý vị liên lạc trực tiếp với Thu Tara với số điện thoại ngay trên màn hình. Đây là cái chương trình tổ chức diễn hành văn hóa truyền thống của thành phố New York, khởi đi từ Liên Hợp Quốc và giờ đây thì vẫn được tiếp diễn sau 2 năm đại dịch. Cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta đã tham gia ngay từ những năm đầu và vẫn tiếp diễn tới ngày hôm nay. Mong rằng tất cả quý vị sẽ tham gia đầy đủ và sẽ có một cái buổi gặp gỡ tâm tình và bày tỏ cái sức mạnh của cộng đồng sau hơn 40 năm có mặt tại Hoa Kỳ. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì chúng ta lại bước qua cái phần thời sự. Quý vị, trong những cái livestream trước đây của tôi, có nhiều người nhắc về vấn đề mà học hành của con cái quý vị tại Việt Nam. Và như tôi đã nói, nền giáo dục tuyên truyền tẩy não đó đã gây ra sự bế tắc cho toàn bộ nền giáo dục, không đào tạo được cái gì, bằng cấp không có giá trị. Thì quý vị, có nhiều người đã hỏi tôi là làm cách nào để ghi danh cho con em quý vị được học ở online, để có thêm kiến thức và có thêm cái có khả năng và có cơ hội được học ở bên ngoài Việt Nam. Quý vị, tôi thì tôi không có nghiên cứu nhiều về ngành giáo dục ở bên Mỹ, tuy nhiên vẫn cố gắng giúp cho quý vị. Thì hôm nay tôi có tìm kiếm được một cái trang của cái gọi là California Connection. Đây là một trong cái tổ chức về ngành giáo dục gọi là California Connection Academy. Thì tổ chức này sẽ hướng dẫn cho con em quý vị có thể học trong cái mà trung học ở tại Hoa Kỳ mà có thể có những cái chương trình online miễn phí. Ok quý vị, trước khi đi vào trong cái phần mà nói chuyện về ngành giáo dục của Hoa Kỳ và của Việt Nam trong cái việc mà hỗ trợ cho quý vị, đặc biệt là trong cái giai đoạn này, thì quý vị, tôi mở cái trang web lên. Quý vị vào trong trang web đó, đây là California Connection Academy. Trong đó thì sẽ có cái phần mà Request Information ở đây. Thì quý vị sẽ bấm vào đây và quý vị sẽ yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc là những cái tin tức liên quan tới việc mà học. Thì trong đó nó có từ lớp 1 cho tới lớp K-12 luôn. Tức là cho tới lớp 12 luôn. Nếu quý vị nào mà muốn cho con em mình được học thì có những cái chương trình miễn phí và có những chương trình không miễn phí, tùy theo cái mỗi một trường hợp khác nhau và mỗi một cái trường hợp quý vị ở đâu để ghi danh học. Nếu ở Hoa Kỳ thì hầu hết là miễn phí. Còn có một số những quốc gia thì họ hỗ trợ cho những quốc gia gọi là đang phát triển cũng được một phần miễn phí. Và có những quốc gia thì không có miễn phí. Thì tùy theo cái trường hợp của mỗi quý vị. Tại sao? Đây là cái hệ thống, cái tổ chức và giúp cho các phụ huynh có thể tìm hiểu các cái trường học ở tại California và làm sao gửi gắm con mình đi học. Thì quý vị, trước khi mà ghi danh cho con đi học thì vào những cái trang web này, họ sẽ hướng dẫn tận tình và họ sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho quý vị. Bởi vì California thì gần như là miễn phí về giáo dục. Toàn bộ miễn phí hết. Và nhiều tiểu bang ở Mỹ cũng vậy. Tất cả đều miễn phí cho những trường công lập. Có một số nơi thì kể cả trường tư thục cũng miễn phí. Nếu mà học tại chỗ, còn học qua online thì hầu hết đều miễn phí. Nếu quý vị và con em quý vị là cư dân và thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Còn nếu như quý vị ở nước ngoài mà muốn cho con em học online ở đây, ở trong đây thì tùy theo quốc gia. Theo tôi biết, ở đây họ không nói rõ, thì phải gửi thông tin cho họ. Nhưng theo tôi biết thì cái hệ thống California Connection Academy này, họ vẫn có chương trình và họ kiếm được những cái trường mà hỗ trợ cho những quốc gia đang phát triển, không lấy lệ phí. Con em quý vị được học miễn phí. Thì quý vị vào trong đó, quý vị tìm hiểu xem để cho con em quý vị. Bởi vì giống như tôi nói, nếu quý vị cần một cái chương trình giáo dục cho con em của mình thật sự, thứ nhất là bằng cấp sau này của nó có giá trị hơn. Thứ hai
là thật sự nó có kiến thức, nó có đầy đủ cái hành trang về kiến thức căn bản vào vào đời, thì quý vị nên ghi danh ở những cái trường online này. Thì tôi mới kiếm được một trường thôi, nhưng mà trên Google thì có rất nhiều những cái trang web để quý vị có thể theo dõi, thì tôi chỉ đưa một cái điển hình thôi, ok? Bởi vì nếu quý vị thật sự cần cho con em của quý vị về một cái hành trang tốt về kiến thức thì quý vị nên làm điều này. Và cái mà tôi khuyên quý vị trong nhiều lần livestream và hôm nay tôi nhắc lại một cách chi tiết hơn là đừng cho con em quý vị tới mái trường Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kể cả đó là trường công lập hay đó là trường tư nhân, tức là trường tư thục theo cái kiểu quý vị ở bên đó gọi là gì, trường quốc tế đó. Nó lấy cái tên quốc tế là nó lạm dụng chữ nghĩa, nhưng cuối cùng nó chỉ là những cái trường tư nhân thu tiền quý vị thôi. Bởi vì tất cả hệ thống giáo dục của cái chế độ cai trị quý vị bây giờ nó không có chủ đích là để tạo kiến thức cho con em của quý vị, mà nó chủ đích là thực hiện cái chiến dịch tẩy não tuyên truyền của cái chế độ cai trị. Cấy vào đầu con em quý vị từ lúc bé 4 tuổi, 5 tuổi vào trong trường tiểu học là bắt đầu nó cấy vào trong đó những cái ý thức hệ của Cộng sản. Chứ nó không có mục đích đào tạo, tất cả giáo trình và giáo án dạy đó quý vị đều là những cái được duyệt bởi Bộ Giáo dục. Và giáo chức đều không được phép dạy bên ngoài cái giáo trình đã được trình duyệt. Do đó, quý vị, nếu mà quý vị đưa con em vào những cái mái trường này, nó sẽ xảy ra rất nhiều những tình trạng nguy hiểm mà tôi đã từng nói những livestream trước. Hôm nay tôi nói chi tiết hơn. Thứ nhất là cái môi trường giáo dục của Việt Nam nó bế tắc, cho nên nó trở thành cái nơi babysit nhiều hơn, cái nơi giữ con quý vị trong vài tiếng đồng hồ nhiều hơn, nhưng mà nơi đó không an toàn. Bởi vì cái cách giáo dục đó và cái hệ thống điều hành đó nó tạo ra một cái môi trường băng đảng ở trong các cái trường học ở Việt Nam. Đặc biệt là ở cái cấp trung học là các em các cháu đều bị xúi là phải đứng vào băng đảng này, đứng vào nhóm kia để có thể không bị cô lập trong trường học. Và khi muốn được gia nhập vào cái nhóm của họ hay là cái băng của họ hay cái phe nhóm của họ thì phải làm những chuyện mà quý vị không tưởng tượng được. Kể cả những chuyện phạm pháp, kể cả những chuyện gây hại cho cơ thể của nó để chứng minh rằng nó hòa đồng với những đứa khác. Do đó quý vị, cái thứ nhất là cái môi trường không an toàn. Thứ hai là nó dễ bị ảnh hưởng bởi chúng bạn, bởi vì cái tuổi từ 12 cho tới 18 dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Do đó quý vị, những cái đứa mà con ông cháu cha trong lớp, trong trường học, nó có đời sống khác với con em của quý vị. Do đó mà chạy theo nó thì cuối cùng chỉ làm nô bộc, mà tự nhiên con em mình phải đi hầu hạ cho con em của những tên cán bộ đảng viên một cách rất vô lý. Và đôi lúc còn bị tụi nó hành hạ nữa, là về mặt thể xác đó quý vị. Do đó nếu mà quý vị gửi con em quý vị vào những cái trường này, cái điều nguy hiểm đầu tiên là cái môi trường. Vài năm sau quý vị không biết được con em quý vị nghiện chất, nghiện gì, nếu tiếp tục để cho con em quý vị vào trong những mái trường này. Đó là điều thứ nhất mà tôi đã chia sẻ với quý vị về cái. Còn nếu quý vị gửi vào những trường quốc tế thì quý vị, cái chi phí cho những trường quốc tế đó nó còn cao hơn cái chi phí mà những trường tư thục ở Mỹ nữa. Ví dụ tôi nói ở trường tư thục ở Mỹ, một đứa trẻ vào trong trường tư thục thì cái chi phí tùy theo nó từ 800 đô la cho tới 1.500 đô la một tháng. 800 đô la là khoảng 10, 16, 17 triệu về tiền Việt Nam gì đó. Đúng không quý vị? Nhưng mà khi các cháu vào trong đó là các cháu được cung cấp đầy đủ từ sách vở cho tới y phục, cho tới tất cả những cái phương tiện cần thiết, kể cả những cái iPad để học hỏi hay là kể cả cái hệ thống computer trong trường, tất cả đều cung cấp đầy đủ. Nó nằm trong cái số tiền mà quý vị đóng hàng tháng cho con em quý vị, kể cả những cái giờ ăn trưa. Thì cái chi phí đó là từ 800 cho tới 1.500. That's it. Không có những cái chi phí phụ, không có cái gì cả. Thì đương nhiên những trường đó họ có những cái hoạt động khác, quý vị muốn đóng góp hay muốn cho con em mình tham gia là chuyện của quý vị. Ví dụ như những cái hoạt động về thể thao, những cái hoạt động về giải trí, ca hát, múa hay gì đó, là những cái lớp, là những cái optional. Những cái optional nhất là những cái có sẵn
Nếu quý vị muốn cho con em mình học thêm những cái đó thì quý vị đóng cái phần tiền, hoặc là quý vị sẽ chi phí thêm một số tiền cho những cái hoạt động đó nếu con em quý vị muốn. Nhưng mà cái con số tiền mà quý vị trả hàng tháng từ 800 đô la cho tới 1.500 đô la, trong tùy theo cái trường và tùy theo cái khu vực, đó là những trường tư thục. So với ở Việt Nam, những cái trường quốc tế nó lấy quý vị bao nhiêu tiền một tháng, nó lấy một mùa học, một niên học là bao nhiêu tiền. Rồi chưa kể nó bắt quý vị phải đóng tiền sách vở, tiền y phục, rồi nó bắt quý vị phải đóng những cái quỹ của nhà trường, nào là quỹ cứu trợ A, B, C, D, quỹ hỗ trợ này. Cuối cùng quý vị, cái số tiền cộng lại mỗi một tháng của quý vị nó còn mắc hơn cả bên Mỹ nữa. Nhưng mà kết quả nó đem lại cái gì cho quý vị? Nó có đem lại được cái mục tiêu mà quý vị muốn con quý vị vào trường hay không? Tức là nó có đầy đủ kiến thức, nó có đầy đủ những cái khả năng tranh luận, nó có đầy đủ những cái khả năng lãnh đạo. Tại vì ở Mỹ này có những cái lớp học ở trường tư thục hay là trường công lập cũng vậy, nó có những cái lớp tập cho các em trong cái gọi là leadership, tức là vai trò lãnh đạo, để cho các em tập tự mình có được cái quyết định riêng và đưa ra những cái quyết định trong những cái sinh hoạt trong trường. Và nó luân phiên như vậy để các em bất cứ ai cũng có khả năng lãnh đạo ở trong dưới mái trường của cộng sản và cái mái trường từ trường công lập cho tới trường tư thục hay là trường mà quý vị gọi là quốc tế đó, nó có không? Câu trả lời là không. Cuối cùng nó vào trong đó, giáo trình giảng dạy thì phải được duyệt bởi Bộ Giáo dục, mà Bộ Giáo dục lại được định hướng bởi cái Bộ Chính trị, là phải đính kèm tất cả những cái ca ngợi cái đảng cai trị, hoặc là cái tuyên truyền cho cái đảng cai trị hay cái chế độ cai trị, và những cái nhân vật mà nó gọi là thần tượng kiểu như Hồ Chí Minh nó nhét vào đầu thì mới được giảng dạy ở trong trường học. Còn nếu không có những tính chất tuyên truyền này, giáo trình đó không được duyệt. Và các giáo chức, những người đi dạy ở Việt Nam thì họ phải sống cuộc sống bên đó. Họ chỉ làm cái công việc giống như trả nợ quỷ thần thôi. Họ đem những cái giáo án đó họ đưa lại cho quý vị, con em quý vị học. Rồi cuối cùng quý vị tốt nghiệp 12 hay là tốt nghiệp đại học, nó ra trường nó ngơ ngơ ngáo ngáo, cầm cái bằng đại học không có trình độ chuyên môn, cầm cái bằng tốt nghiệp trung học cũng không có đủ khả năng. Đó là thực tế trong cái mái trường ở Việt Nam. Và quý vị phải chi phí rất nhiều. Và giống như tôi nói, nếu quý vị cần một tấm giấy dán lên trên tường để mua cái chỗ đứng sau này cho con em của quý vị, nếu quý vị có quan hệ với quan chức cộng sản thì quý vị phải cho nó gia nhập đoàn, gia nhập đội, rồi gia nhập đối tượng đảng để mà mua cái đường thăng tiến ở trong cái chế độ đó, thì quý vị có thể cho con em quý vị tới trường. Còn nếu như quý vị muốn cho con em quý vị có được một cái kiến thức tốt và cái bằng cấp sau này nó học online ở những cái trường bên ngoài nó giá trị hơn cái bằng cấp trong Việt Nam, nó được một số những quốc gia thừa nhận những cái bằng đó, so với cái bằng cấp ở Việt Nam, ngay cả cái xã hội Việt Nam còn không thừa nhận cái bằng cấp của Việt Nam cấp nữa, thì đừng nói tới cái bằng ở bên ngoài quý vị. Mà đi ra bên ngoài mà qua tới Campuchia không, nó cầm cái bằng Việt Nam ở Việt Nam nó dục thùng rác rồi. Qua tới Campuchia thôi cầm cái bằng đó đã dục thùng rác rồi, chứ đừng nói những quốc gia khác. Nếu quý vị muốn tấm giấy đó thì quý vị cho con quý vị tới trường học. Còn nếu như quý vị muốn cho con em quý vị có một cái tương lai, ít nhất về khả năng, tôi chưa nói là kiếm tiền làm giàu hay là bằng cấp cao, nhưng ít nhất cái khả năng đã có rồi. Tại vì những cái trường online này nó không khác gì những trường mà quý vị gửi con tới học trực tiếp ở bên đây. Họ giảng dạy rất cẩn thận, họ đào tạo rất chuyên nghiệp và họ sẵn sàng giải đáp tất cả những câu hỏi của các cháu từ những góc cạnh, kể cả những góc cạnh bình thường trong cái chuyên môn học, hay là kể cả những cháu mà nó đem cái chuyện bên ngoài đời vô, những chuyện xã hội, những chuyện chính trị vô, nó đặt câu hỏi thì giáo chức và những người ở đây vẫn dạy cho họ và vẫn mở cho họ để họ có cái những đứa trẻ nó có cái tư tưởng nó thoáng ra, nó mở ra. Và thậm chí họ còn hướng dẫn làm cách nào để tìm hiểu thêm những vấn đề các cháu quan tâm. Ở Việt Nam quý vị không được. Ở Việt Nam bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó chỉ cần đặt một câu hỏi về cái đảng cai trị thôi là giáo chức lập tức là, một là kêu nhẹ thì kêu nó con im đi con đừng nói.
Cái này không nằm trong giáo trình. Còn nặng đó, nó đuổi ra khỏi lớp luôn. Nếu quý vị đặt một câu hỏi ngược thôi. Con em quý vị, mấy đứa nhỏ mà. Nó có thể đặt bất cứ câu hỏi nào, đầu óc nó trống trơn à. Thì quý vị, do đó, cuối cùng nó học ở trường học của Cộng sản và cái mái trường xã hội chủ nghĩa đó, nó không được kiến thức, bởi vì nó không có phản biện, nó không có câu hỏi nào hết. Nó chỉ đi theo những cái gì mà cái giáo trình nó ghi sẵn rồi, nó học thuộc lòng thôi. Chứ nó không có cái đặt câu hỏi ngược lại hay là tìm hiểu vấn đề sâu hơn. Cái hệ thống giáo dục của Cộng sản không cho phép điều đó. Kể cả cái hệ thống trường tư nhân cũng không cho phép luôn, nếu họ không muốn bị mất giấy phép. Do đó quý vị, toàn bộ cái hệ thống giáo dục của Việt Nam nó bế tắc là như vậy. Trong khi đó, những cái hệ thống giáo dục này bây giờ nó mở ra rất là nhiều. Đây là mới Mỹ thôi. Âu Châu cũng có một số những cái trang web hướng dẫn cho con em quý vị học từ tiểu học tới trung học tới đại học luôn. Và khi các cháu trải qua những cái trắc nghiệm, tức là những cái exam đó, hay là những cái test, thì các cháu có thể có được qualify, được cái học bổng mà chính cái trường đó đi xin cho các cháu, để các cháu có thể đi ra nước ngoài học bằng cái học bổng của những trường đại học. Cái cơ hội đó nhiều lắm. Thì quý vị tự đối chiếu so sánh lấy. Có những người không có tiền thì đó, giống như tôi nói, không có tiền cho con học thì vào trong cái đó hỏi thăm tất cả những cái chi tiết, coi những cái trường nào có thể giúp cho con em quý vị học miễn phí. Giống như tôi nói, bên Mỹ, California hay những tiểu bang khác, họ vẫn có những cái trường nhận những học sinh từ nước ngoài, không cần phải tới nước Mỹ học, vẫn học online, vẫn được cấp bằng và vẫn miễn phí. Là bởi vì họ hỗ trợ cho những quốc gia nghèo và đang phát triển. Thì Việt Nam là nằm trong cái quốc gia đang phát triển. Thì có thể là quý vị, con em quý vị sẽ được qualify, sẽ đủ điều kiện để theo học ở những trường này. Thay vì quý vị cho con em quý vị đi vào những cái trường, thứ nhất vừa mất thời gian, thứ hai môi trường không được an toàn, thứ ba là cuối cùng nó lại không có kiến thức gì sau khi nó học hết. Tại vì các cô giáo, thầy giáo không dám dạy ngoài những cái giáo trình của họ. Mà cái giáo trình đó muốn được dạy ở trong những cái trường thì phải được thông qua bởi cái bộ giáo dục. Mà cái bộ giáo dục đó là cái công cụ tuyên truyền của đảng. Do đó, các cháu ra trường không làm được, không biết được cái gì hết. Mang tiếng là ra trường, nhưng không được cái gì hết. Hỏi tiếng Anh, điểm tiếng Anh trong trường thì rất là cao. Nhưng mà ra ngoài Mỹ hỏi một câu ngu ngu ngơ ngơ, không hiểu Mỹ hỏi cái gì. Không hiểu được họ hỏi cái gì luôn. Chứ đừng nói trả lời nữa. Do đó, cái mà tôi làm cái chương trình mà Hilton Nhật Ký hôm nay phần 2 là chủ yếu tôi nhấn mạnh tới cái vấn đề giáo dục. Bởi vì tôi biết được, tôi đã từng nói với quý vị, phát triển một xã hội, điều đầu tiên là giáo dục. Để phát triển một xã hội, đó có thể cái quốc gia hay cái xã hội, nó phát triển tốt hay không là cho cái chế độ giáo dục. Chế độ giáo dục tốt thì cái đất nước đó, những thế hệ sau sẽ có được cái phát triển rất mạnh. Còn nếu như mà cái giáo dục bế tắc thì 100 năm, 200 năm, 300 năm quý vị vẫn sống trong cái vòng luẩn quẩn đó thôi. Quý vị không thoát được. Dù con em quý vị có tốt nghiệp đại học thì cũng nằm trong cái vòng luẩn quẩn đó thôi. Đứa nào may mắn kiếm được cái công việc đúng ý của mình được vài năm là mất. Đứa nào không đúng ý thì phải học xong phải đi làm nghề khác để sống, không sử dụng được cái bằng đại học của mình. Đó là cái hiện trạng đang xảy ra tại Việt Nam. Sở dĩ tôi làm chương trình này là bởi vì tôi coi trọng cái giáo dục. Và tôi biết cái giáo dục đó là cái nền tảng để phát triển. Tôi, thế hệ quý vị và thế hệ tôi chưa chắc đã làm được cái gì đâu. Nhưng những đứa nhỏ sau này, nó là cả tương lai của dân tộc Việt Nam. Nếu quý vị tiếp tục cho nó vào những mái trường đó, thì tương lai dân tộc Việt Nam không có. Còn nếu quý vị muốn nó có tương lai cho cá nhân của nó, rồi từ cá nhân của nó ảnh hưởng tới xã hội, thì quý vị phải cho con em quý vị vào những cái trường tạo được kiến thức. Mà cả nước Việt Nam, 64 tỉnh thành, không có trường nào tạo kiến thức cho quý vị hết. Chỉ có bên ngoài Việt Nam thôi.
Thì có những người nói, ê anh Phong, anh nói chơi hoài tôi đâu có tiện đâu cho con tôi đi học. Thì tôi đã chỉ cho quý vị cái web online để quý vị có thể apply miễn phí cho con em. Nó được cung cấp đầy đủ tất cả những cái phương tiện. Bây giờ internet dễ mà. Con em quý vị học online dễ, đâu cần phải đăng ký qua ai đâu. Những cái trường này quý vị chỉ cần nêu cái nó ok, tại vì cái luật lệ của Việt Nam nó như vậy. Chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin. Chúng tôi chỉ muốn ok con tôi năm nay bao nhiêu tuổi và cho tôi muốn cho cháu học ở trong đó. Là bởi vì những cái này ở Việt Nam không có. Và nếu mà quý vị hỏi tôi bất kỳ một cái giấy tờ gì liên quan tới cái chính phủ thì nó không có giá trị. Bởi vì chính vì cái nền giáo dục của họ bế tắc, cho nên tôi không muốn cho con em tôi học ở đó. Quý vị giải thích một cách hợp lý thì những trường này không cần hỏi quý vị những cái bằng cấp hay là những cái điểm chỉ số của các em, mà họ sẽ phỏng vấn trực tiếp các em để họ đánh giá là khả năng các em tới đâu để họ đưa vào những cái lớp thích hợp. Chứ không cần phải nộp bất kỳ một cái giấy tờ gì hết. Cho nên những cái kẻ mà nói gọi là phải thông qua nhà nước Việt Nam, không cần thông qua. Những cái trường này họ không care những cái chính phủ đâu. Họ chỉ nhận vô với tinh thần họ đào tạo kiến thức thôi. Tại vì những giáo chức đó họ ăn lương từ những cái grant cung cấp từ chính phủ hoặc là những cái công ty nó tài trợ. Những cái trường ở Mỹ này nó sống bằng cái nghề đó. Họ sống bằng nhờ sự tài trợ của các cái công ty lớn mỗi một năm để trả lương cho các giáo chức, để tạo ra cái dịch vụ gọi là học miễn phí cho các con em. Thì có thể ở Mỹ và có thể ở những nước quốc gia đang phát triển. Do đó, đừng có nói với tôi là ô phải thông qua nhà nước Việt Nam. Quý vị không cần thông qua. Quý vị ghi danh ở đó, quý vị không cần thông qua. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi mà nó được qualify vào, thì trường sẽ tự động email cho quý vị, gửi cho quý vị tất cả lịch trình giờ học của cháu theo cái giờ của bên Mỹ và theo cái giờ của Việt Nam như thế nào, để cháu quý vị có thể sắp lịch. Đây là một trong những cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị thật sự. Là bởi vì tôi nhìn thấy cái giới trẻ trong Việt Nam gần như bế tắc bây giờ. Một là nhào vô, nếu mà nó hiền ở nhà suốt ngày nó bám vô game, nó bám vào TikTok. Còn mà nó ra đường nó hang around với cái đám mà bạn bè của nó thì quý vị cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tự nhiên bữa nào đó công an báo nó bị bắt ở một cái quán bar nào đó hay một cái chỗ nào đó làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Quý vị không biết được. Quý vị không kiểm soát được. Và cuối cùng cái điều tôi đang vẫn nói là quý vị không là cha mẹ, ai không thương con. Quý vị muốn con cái quý vị thành đạt. Mà muốn nó thành đạt thì phải có kiến thức. Mà muốn có kiến thức phải trang bị cho nó. Những cái trường ở trong Việt Nam không có trang bị điều này cho tụi nó. Do đó, thông qua cái trang web mà tôi vừa đưa cho quý vị là cái, nó gọi là California Connection Academy. Là một trong những cái trang web mà nó hỗ trợ, nó không phải là cái trường học. Cái tổ chức này không phải là cái trường học. Nhưng họ hỗ trợ cho quý vị tìm những cái trường học mà thích hợp với cái hoàn cảnh của quý vị và thích hợp với cái túi tiền của quý vị, hoặc là không có túi tiền thì họ vẫn refer quý vị qua những cái trường đó và họ giúp cho quý vị lập những cái thủ tục để quý vị có thể apply, tức là xin cho con mình được học qua online. Thì quý vị, đó là những cái mà quý vị có thể làm được trong giai đoạn này, nhất là cái giai đoạn mà kinh tế khủng hoảng này. Ở Việt Nam kinh tế khủng hoảng, quý vị vừa phải đi kiếm tiền mỗi ngày, vừa phải lo cho con cái mình ở trường học không biết chuyện gì xảy ra. Thì tự do quý vị định hướng lấy. Tôi không khuyến khích cho con em quý vị vào những mái trường ở Việt Nam. Đó là một trong những cái đề tài mà tôi đặc biệt ngày hôm nay trong cái Houston Nhật ký phần 2 tôi phải nói về đề này. Tại vì ở đây nó bắt đầu nó mở ra, hôm nay là tháng 4 rồi. Thì họ sẽ cho ghi danh cho mùa fall, tức là mùa thu, tức là tháng 9 nhập học lại. Thì quý vị phải ghi danh sớm. Quý vị phải ghi danh sớm để họ sắp xếp những cái lớp học cho con em quý vị vào cái mùa tháng 9. Chứ không phải đợi tới gần tháng 8, tháng 9 rồi mới đi ghi danh. Không có đâu. Tôi đưa cái chương trình này ngày hôm nay là bởi vì tôi biết họ đang mở ra và họ sẽ đóng vào tháng 6. Họ sẽ đóng vào tháng 6, tháng 7. Chứ không phải là họ mở ra cho liên tục. Quý vị mà muốn đăng ký, muốn ghi danh là phải chờ tới năm tới. Do đó, quý vị nào mà muốn cho con em mình học ở bên Mỹ hay là học online thì quý vị bắt đầu từ bây giờ. Đó là cái hành trình tốt nhất cho quý vị. Ok quý vị, đó là Phong cố gắng trong cái chương trình Hilton Nhật Ký hôm nay. Tôi làm cái đề tài này, đáng lý tôi làm trong chương trình đặc biệt kìa.
Nhưng mà tôi muốn cho cái Hilton nhật ký để quý vị nắm rõ hơn, để quý vị hiểu rõ hơn là cái ngành giáo dục ở bên Mỹ nó như thế nào, và làm sao quý vị xin cho con em quý vị mà không phải tốn tiền. Thì cái đó là cái do chính quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối. Xin cảm ơn tất cả mọi người và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.